anh một in nữa rồi. Hôm qua không ngủ được. Ngủ xong tự nhiên tỉnh dậy thế thức đến 2 giờ sáng luôn. Mình chỉ cái anh ngồi kia. Có chụp hình lại chưa vậy anh ơi? Dán chị. Chụp rồi đó chị. Cứ
một chén, hai chén thì cầm lên rồi. Nửa tháng hơn nửa tháng rồi chị. Ừ. Ông bay đi đâu? Về quê. Lấy cái miếng bông ngâm nước đi như vậy. Thank you.
bông hết đó chị. Nhung miếng bông. Tự nhiên sạch nước cho nó chắc nữa. Chặt nướng. Cú bích hay lắm. Chứ chị có đâu mà chặt ai mà nó đưa hả sao. Thì nhờ nó vậy cho nó sao. Còn nó cũng đưa ra cho mình xin giặt với em làm gì. Không, em muốn phơi nóng mà. Ủa trời. Nào mà. Nóng nó phơi thôi. Ủa nó ngon hơn đúng không? Cuốn cà phê mà đá bỏ đá vô lạ lắm. Nhập heo chả có vị gì mà cũng uống. Thank you.
Không phải không đi. Ôi chị. Em tuần này nó có một cục nào mới không? Về mấy ngày thì nó mọc? Tầm 2 ngày. 2 ngày. Hai ngày là nó lên lại hả? Nó cục mới. Người ta mới cưới mà họ chán không?
Thank you.
Đồng quá. Đồng.